Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Công Dụng sinh năm 1995 và Nguyễn Hữu Cường sinh năm 1996 cùng trú tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành về tội giết người. Theo cáo trạng, vào tối ngày 2 tháng 8 năm 2014, sau khi uống rượu, Cường điều khiển xe máy chở Dụng đến ấp quà Phú 1, xã Bình Hòa thì xe hết xăng. Thấy anh Quỳnh Văn Tèo chạy xe máy ngược chiều, Cường chặn xe xin xăng nhưng anh Tèo không đồng ý dẫn đến cự cãi. Dụng dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu anh Tèo, sau đó, Dũng và Cường về nhà lấy hai con dao yếm dài đến nhà Tèo, lao vào chém nhiều nhát vào tai và đầu, làm anh này bất tỉnh rồi bỏ chạy. Hậu quả nạn nhân bị thương tật 36%. Sau khi gây án, các đối tượng đến công an đầu thú. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Công Dũng 12 năm tù và Nguyễn Hữu Cường 9 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại trên 35 triệu đồng.